Yến Sảng đính hôn cùng với người khác khiến cho Hồng Dịch lo cuống cuồng. Từ ngày Hồng Dịch nhận ra tình cảm của mình, không ít lần lẽo đẽo theo Yến Sảng mong nàng hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng kể từ sau khi kế vị Ưng Vương, Yến Sảng đã quyết định buông bỏ, nàng chỉ sống vì Ưng tộc. Lần này cũng không ngoại lệ, Hồng Dịch ngậm ngùi nhìn Yến Sảng lạnh tâm lạnh tình. Hắn như một cậu bé biết lỗi chạy theo năn nỉ. Yến Sảng, trước kia là ta vô tâm, bây giờ ta biết sai rồi, cho ta một cơ hội đi. Yến Sảng xoay người lại, thái độ của nàng rất trầm tĩnh. Ta không hề giận ngươi. Chỉ là chúng ta đã trưởng thành rồi, trên vai gánh vác trách nhiệm cùng gánh nặng, không thể cằn quấy như trước nữa. Thời gian qua ta đã hiểu ra rất nhiều, cảm ơn ngươi A Cửu. Hồng Dịch nghe những lời này liền biết rằng nếu như lần này hắn không giữ được Yến Sảng, có lẽ sẽ không còn cơ hội lần nào nữa. Vì thế mà đã vội vàng tiếp lời muốn nói thêm gì đó. Còn chưa kịp thốt ra, Yến Sảng đã cướp lời. Hồng Dịch, ta sắp phải đính hôn với Liêm Khê rồi. Một lời như sét đánh ngang tai Hồng Dịch. Đính hôn? Đứng trước người mà mình từng yêu thầm suốt cả ngàn năm, nói ra những lời này, trong lòng Yến Sảng chẳng hề thoải mái chút nào. Dù sao chúng ta vẫn là bạn, cũng phải giữ kẽ, không thể làm tổn thương người mình yêu. Hồng Dịch biết Yến Sảng không hề có tình cảm với vị thiếu chủ Côn Luân Sơn kia. Có lẽ nàng liên hôn chỉ vì lợi ích của Ưng tộc, hắn không cam lòng. Cô mới gặp hắn được bao nhiêu lần chứ, cô hiểu hắn được bao nhiêu mà muốn gả cho hắn. Quả thật Yến Sảng đối với Liêm Khê không có tình cảm nam nữ, cũng chẳng gặp gỡ được mấy lần. Hiện giờ phía sau lưng nàng là toàn bộ tộc nhân Ưng tộc, nàng không có quyền lựa chọn hạnh phúc cá nhân. Hơn nữa ngàn năm qua nàng đã vì Hồng Dịch mà thối lui trách nhiệm này quá lâu, hiện giờ không thể buông xuống được nữa. Quen biết lâu đến mấy thì có ích gì? Một lời này của Yến Sảng đánh trúng vào điểm yếu của Hồng Dịch. Cái sai lớn nhất của hắn là để lỡ nàng, để lỡ cả nghìn năm. Yêu hoàng sẽ phải làm thế nào để cướp lại thê tử từ trong tay người khác bây giờ?